chính thức động thổ dự án bất động sản thương mại nghìn tỷ tại Hải Phòng. Làm gì để đạt mục tiêu về chất lượng thu hút vốn FDI hiện nay? Làm gì để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước? Bộ Tài chính tích cực rà soát, sửa đổi các chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp. Phương án định giá đất còn nhiều vướng mắc bất cập. Xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc của chúng tôi 19:30 trên kênh thông tin Invest TV và tôi là biên tập viên Minh Ngọc của Invest TV. Ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5 năm 2022, Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Vui chơi, Giải trí, Khách sạn 5 sao và Văn phòng cho thuê đã chính thức động thổ để chỉnh trang đô thị tại khu chợ sắt, thành phố Hải Phòng. Công trình có quy mô 2 tòa tháp gồm 40 tầng nổi và 2 tầng hầm, chiều cao 146 m, sử dụng phương án kiến trúc của công ty Hirsch Bettner Associates PTE LTD HPA với chủ đề Nơi gặp gỡ của những dòng sông. Ông Chu Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May, Diêm, Sài Gòn chia sẻ: Chúng tôi vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tin tưởng và giao trọng trách thực hiện dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Vui chơi Giải trí, Khách sạn 5 sao và Văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ sắt, một công trình mang tính biểu tượng cho sự phát triển của Hải Phòng. Đây cũng là công trình quan trọng ghi dấu ấn của Công ty Cổ phần May, Diêm, Sài Gòn trong hành trình Bắc Tiến. Với kinh nghiệm thực hiện thành công nhiều dự án lớn trên toàn quốc, Công ty Cổ phần May Diêm Sài Gòn sẽ mang tới một dự án mẫu mực về tiến độ và chất lượng công trình, xứng đáng là một biểu tượng kiến trúc mới của thành phố cảng. Theo kế hoạch, thời gian thi công công trình dự kiến kéo dài trong thời gian 36 tháng, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2025. Khi hoàn thiện, tổ hợp sẽ bù đắp được những thiếu hụt về địa điểm khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, khu mua sắm đẳng cấp quốc tế, khu triển lãm, hội nghị cho thành phố. Cùng với phố Tam Bạc, phố Thế Lữ và các khu phố cũ xung quanh, công trình sẽ tạo ra thế liên hoàn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp sẽ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản TNR Holding Việt Nam quản lý và phát triển. Là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, TNR Holding Việt Nam ghi dấu ấn với nhiều dự án bất động sản cao cấp, tạo nên môi trường sống thuận ích tại các thành phố lớn với thương hiệu TNR Go như TNR Go Mark City, TNR Go Season, TNR Go Seal Complex tại Hà Nội hay TNR The Go View tại thành phố Hồ Chí Minh. TNR Holding Việt Nam còn gặt hái nhiều thành công với chuỗi dự án khu đô thị TNR Stars tại các đô thị vệ tinh rộng khắp trên toàn quốc. Dự án tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang khu đô thị tại khu vực chợ sắt được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc, cải tạo cảnh quan đô thị, góp phần hoàn thiện quy hoạch tổng thể, mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cho thành phố, tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng. Đây sẽ là công trình kiến trúc tiêu biểu, là biểu tượng cho sự đổi mới thành công, cho sức hấp dẫn với nhà đầu tư của thành phố cảng. Thưa quý vị, hiện nay, mục tiêu thu hút và sử dụng FDI theo Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị nhấn mạnh tới việc thu hút nguồn FDI chất lượng cao. Cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp hướng đến công nghệ cao tăng 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 so với năm 2018. Vậy chúng ta cần tập trung thực hiện giải pháp nào để đạt được mục tiêu chất lượng trong thu hút FDI theo Nghị quyết 50? Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài đã nêu một số quan điểm. Theo ông Toàn, vấn đề công nghệ đúng là một tiêu cực rất nhức nhối của FDI trong nhiều năm qua, cần phải được cải thiện. Ông cho rằng, mục tiêu về số lượng theo Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 thì hoàn toàn có thể thực hiện được, thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể vượt, nhưng mục tiêu về chất lượng rõ ràng là một thách thức. Hiện nay, Việt Nam đang đứng ở phân khúc rất thấp của chất lượng FDI. Theo báo cáo thường niên về FDI năm 2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp FDI cho thấy, đa số các dự án FDI có công nghệ trung bình 80%, công nghệ lạc hậu tới 15%, chỉ 5% dự án có công nghệ hiện đại, công nghệ nguồn từ Mỹ và châu Âu. So với cơ cấu FDI trong ASEAN thì có một ưu điểm là có tới 59% FDI vào Việt Nam là chế tạo chế biến năm 2020, trong khi vào ASEAN chỉ có 15%.
Thế nhưng chế biến chế tạo không phải là lĩnh vực đầu tư cao nhất của FDI. Bên cạnh đó, trong khi đầu tư vào tài chính bảo hiểm của ASEAN lại là 37%, nhưng vào Việt Nam là 0,23%. Sự mất cân đối trong cơ cấu FDI giữa Việt Nam và ASEAN cho thấy Việt Nam đang đứng sau mặt bằng chung của ASEAN. Rõ ràng đây là một nút thắt trong thu hút và sử dụng FDI. Nếu Việt Nam không cải thiện và tháo gỡ thì khó có thể đạt được mục tiêu của Nghị quyết 50. Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài Nguyễn Văn Toàn cũng nhấn mạnh, về mục tiêu công nghệ thì cam kết chuyển giao công nghệ phải là điều kiện bắt buộc với các dự án FDI mới. Hiện nay, có một tín hiệu khá tích cực là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ Bộ Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp FDI với 26 tiêu chí thành phần cụ thể, trong đó có yêu cầu về cam kết chuyển giao công nghệ. Các doanh nghiệp FDI trước khi vào Việt Nam có thể căn cứ vào các tiêu chí đó để biết được cần phải làm gì để được hưởng những ưu đãi. Bên cạnh đó, muốn doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ở phân khúc công nghệ cao hơn thì cần phải chuẩn bị sẵn tất cả những vấn đề về hạ tầng như hạ tầng xã hội, hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực. Một điều rất quan trọng là phải xây dựng những doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực để có thể sẵn sàng tham gia vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI, khuyến khích các doanh nghiệp trong nước phát triển để có thể bắt tay bình đẳng với các doanh nghiệp FDI. Quý vị thân mến, để phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký nghị quyết số 68 NQ-CP về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế xã hội. Theo nghị quyết, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác đầu tư nhằm khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương quán triệt, thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nội dung. Cụ thể, đến hết năm 2025, phấn đấu 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty có dự án triển khai mới. Trong đó, có một số dự án đầu tư tiêu biểu có tính chất dẫn dắt, lan tỏa, mang thương hiệu của doanh nghiệp nhà nước. Có ít nhất 25 doanh nghiệp nhà nước có vốn chủ sở hữu, vốn hóa trên thị trường chứng khoán đạt trên 1 tỷ USD. Trong đó, có ít nhất 10 doanh nghiệp đạt mức trên 5 tỷ USD. 100% doanh nghiệp nhà nước có định hướng và thực hiện chuyển dịch đầu tư hướng đến các dự án đầu tư sử dụng công nghệ xanh, sạch và giảm thải khí carbon. Đóng góp của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn năm 2021-2025 tăng khoảng 5-10% so với giai đoạn năm 2016-2020. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nghị quyết là đẩy mạnh việc huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước tham gia vào phát triển kinh tế xã hội đất nước. Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, gắn chiến lược phát triển của doanh nghiệp nhà nước với phát triển ngành, lĩnh vực để phát huy nguồn lực quan trọng của đất nước. Ngoài ra, khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty phù hợp với quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng cơ chế khuyến khích phối hợp, hợp tác giữa doanh nghiệp nhà nước với nhau và với các doanh nghiệp tư nhân để thực hiện các dự án quy mô lớn, nâng cao hiệu quả tổng thể chuỗi dự án nhằm phát triển chuỗi giá trị của ngành, lĩnh vực, mở rộng không gian kinh doanh trên nguyên tắc các bên cùng đạt hiệu quả. Thưa quý vị, mới đây, Bộ Tài chính tiếp tục trình Chính phủ ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ, đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, sau khi đã xây dựng dự thảo nghị định và lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan. Trong đó, số tháng được gia hạn trong kỳ nộp thuế lên đến 10 tháng, tổng số tiền thuế đề nghị được gia hạn là hơn 20.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ về dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022. Đây là chính sách hỗ trợ của nhà nước thông qua cơ chế giãn, hoãn nộp các khoản thuế phát sinh sẽ giúp các doanh nghiệp, cá nhân vượt khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, khôi phục sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi dự thảo nghị định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan,
Trong đó, dự kiến đề xuất điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng cho phù hợp thực tiễn. Như vậy, Bộ Tài chính liên tục rà soát để sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế vừa phù hợp với thực tiễn đặt ra, vừa góp phần hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, hiện nay, theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc thất thu thuế trong kinh doanh bất động sản cũng như chậm triển khai cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước là do phương án định giá đất còn nhiều vướng mắc, bất cập. Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính phân tích, do đất đai mang tính cụ thể cao nên giá giao dịch trên thị trường của mỗi thửa đất có sự khác biệt nhất định. Ở nước ta hiện nay tồn tại hai giá đất, giá nhà nước và giá thị trường. Việc tồn tại hai giá là một tất yếu khách quan và nhà nước sẽ định hướng giá đất theo một trong các cơ chế. Bám sát giá đất thị trường theo hướng nước nổi, bèo nổi. Bám sát giá đất thị trường nhưng giá đất nhà nước quy định luôn giữ một khoảng cách nhất định phục vụ chính sách quản lý của nhà nước và thoát ly giá đất thị trường. Trên thực tế vẫn tồn tại sự chênh lệch lớn giữa giá đất nhà nước so với giá đất thị trường. Việc xác định giá trị đất đai không chính xác đã gây thất thoát vốn nhà nước hàng nghìn tỷ đồng trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn. Theo Kiểm toán nhà nước, kiểm toán giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 đã xác định tăng giá trị phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thêm gần 15.500 tỷ đồng. Trong đó, một phần lớn số tiền chưa được tính đúng, tính đủ là từ đất đai. Ông Đặng Quyết Tiến cho biết, cũng theo ông Tiến, sai phạm trong xác định giá trị đất đai hiện nay diễn ra dưới nhiều hình thức. Đơn cử như cơ quan quản lý lách luật, tách lô đất lớn thành nhiều thửa có giá trị dưới 10 tỷ đồng để cho thuê đất theo bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành thay vì đấu thầu theo quy định. Hay, một số doanh nghiệp nhà nước không áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm gần nhất với thời điểm định giá trong việc định giá tài sản, nhà cửa, vật liệu kiến trúc. Nhiều doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý sử dụng những địa điểm đất vàng có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng trong tiến trình cổ phần hóa, định giá đất đai rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thị trường. Một số doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ví dụ thành các dự án nhà ở thương mại để thu lợi nhuận lớn. Bên cạnh đó, khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, doanh nghiệp nhà nước không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và không thực hiện đấu giá khi cổ phần hóa. Vì vậy, vấn đề nóng nhất cần được quan tâm và giải quyết vẫn là tránh thất thoát tài sản nhà nước từ đất đai. Những sai phạm, kẽ hở trên đã dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước và tạo cơ hội cho hoạt động đầu cơ, trục lợi, làm méo mó môi trường kinh doanh và sự cạnh tranh lành mạnh của thị trường. Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính nhấn mạnh. Bổ sung quan điểm, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Thái Minh Giao cho rằng, việc xác định giá giao dịch mua bán nhà đất, thực tế trên thị trường vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để làm căn cứ ấn định thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Nếu giá kê khai, giá theo hợp đồng công chứng thấp hơn giá giao dịch thực tế. Vấn đề này gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan thuế, cán bộ thuế trong việc xác định được giá giao dịch thực tế của từng hồ sơ. Chưa kể, hiện nay có nhiều trường hợp người nộp thuế khi chuyển nhượng bất động sản kê khai giá mua bán với cơ quan thuế thấp hơn so với giá chuyển nhượng thực tế nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế, chưa tự giác kê khai đúng giá thực tế giao dịch. Người nộp thuế kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ theo giá trên hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất thấp hơn giá giao dịch thực tế để giảm số thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp gây thất thu ngân sách. Có thể thấy, vướng mắc việc định giá đất, chênh lệch giá đất nhà nước và giá đất thị trường có ảnh hưởng lớn đến nhiều chủ thể liên quan. Việc tháo gỡ vướng mắc, có giải pháp kịp thời ở thời điểm hiện tại sẽ khơi thông được nguồn lực đất đai, đóng góp đúng giá trị đất đai vào sự phát triển chung, tạo môi trường giao dịch lành mạnh và đảm bảo trách nhiệm của các bên tham gia. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, kinh tế, bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình 0823465555 hoặc địa chỉ mail là truyenhinhinvesttv@gmail.com. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào ngày mai.